Hello mọi người, mọi người có nhận ra thanh niên nào đấy không? Sẹo đấy, sẹo đẹp dài đấy. Đó, hôm nay thì lông lá là nó thay xong rồi. Nhìn trông nó khác hẳn hôm trước quá. Hôm trước nhìn trông nó sơ xác. Nay là lông lá là đẹp dài rồi. Mướt. À đợt này thì chờ cái đàn đây lông còn tí lông rụng cũ thôi trên người vì không tắm. Đợt này là chờ cái đàn chó con của sẹo với đàn lõm nhưng mà chờ hụt rồi vì là đến ngày đẻ rồi, nhưng mà gần đến ngày đẻ thì sao thì con lõm ấy, nó đánh nhau với con cáo nuôi nhốt chung một ô với lại con đực, mà bình thường đực với cái nó không có đánh nhau đâu, tự nhiên lại hai con nó lại đánh nhau. Thế là đánh nhau rồi nó sảy. Thế là mất cái đàn chó con của sẹo. Sẹo lõm. Cặp này là chưa có duyên để có chó con tốt. Vệ sinh là rất là lịch sự. Chui vào chỗ cây để mà vệ sinh. À đây. Có cái dàn dọc mùng với lại đu đủ này nó lên rồi này. Sắp dọc mùng là được ăn rồi, rau sạch 100% nhé, không có tí phân bón nào luôn, hoàn toàn là chỉ có hữu cơ thôi. Đây là vườn này là tất cả mình không dùng một tí phân bón hóa học nào cả, 100% là phân hữu cơ hết, phân ủ mục. Ai mà thích ăn mấy cái thể loại này thì sau là cứ ới nhé, dọc mùng này to lắm, cao, mùa này là như thế là rất cao. Trồng cái này là để cho nó đỡ cỏ, tiện thôi, để cho nó lên, khi nó lên đây thì nó phủ ấy thì nó sẽ bớt cỏ đi đấy. Cỏ mọc ở bên dưới thôi, nó mà phủ bên trên, những chỗ nó phủ bên trên là cỏ bên dưới nó cũng ít, cho nó sạch vườn. Còn đây là nó lên này, chưa có cắt được, đợt này mưa suốt cây me nó mọc đấy. Ok, xẹo đâu rồi, đẹp dai thể hiện tí nào. Nhìn hoa me nó mọc kín vườn rất nên thơ. Nhưng cái cây me này, cái sức sống của nó kinh thật. Nó phát triển này kinh khủng khiếp luôn. Đấy. Mọi người thấy sẹo hôm nay đẹp dài không? Rất đẹp dài quá. Cái vườn này thì phải chờ cái dàn khế này nó lên này. Đây là khế chua này. Khế chua này mua là hơi khó. Mình phải tự ươm giống lấy. Tự ươm lấy để trồng. Sẹo ơi. Sẹo đợt này thì được thả suốt cho nên là ra một tí là lại muốn vào rồi. Được thả tự do, một mình sẹo được thả tự do thôi vì đợt vừa rồi nó mưa suốt. Bọn dính đến bọn cho con là không thả được. Vào đây nằm. À đâu rồi. Ê, ra đây. Ra đây. Định kê một tí cái chỗ này lên, đặt cái mái lên. Hai tấm tôn. Để làm gì? Để mà có thả chó ra. Mà trời nó có mưa. Trời nó có mưa thì chó nó có chỗ trú, không phải ra, không phải ra để cho chó vào trong chuồng ngay. Nhưng mà còn chưa làm được. Nói chung là vẫn còn nhiều việc lặt vặt lắm. Nhưng mà những cái chính là cơ bản là ok rồi. Đây vườn như này cơ bản là rất ok rồi. Chàng trai hơ mông cọc bên rừng hoa. Đây. Sẹo thì đợt này là người vẫn còn gọi là hơi gầy một tí. Hơi gầy một tí thôi. Đắp thêm một tí thịt thôi chứ cũng không, bọn này không nuôi béo quá nó đến sắp đến mùa nóng rồi nó ì ạch chó lắm. Sẹo ơi, đẹp dai không? Đẹp dai. Đẹp dai ơi. Đó, mọi người thấy. Rất là trong lành luôn này, bướm bay này, đấy. Hoa bướm. Đợt này nó ít quay video vì nó mưa quá.
Cái kênh chua cọc, kênh chua cọc này thì nó còn có nhiều video, chứ cái kênh Rottweiler GV của mình là cái kênh vì trại là nhân giống rốt là đầu tiên, để sau mới đến bọn mông cọc Bắc Hà này. Nhưng mà cái kênh Rottweiler GV thì thậm chí thì một tháng được một cái video. Chào ơi. Nó được ra ngoài suốt cho nên là nó ra một tí là nó tự do, nó vào một chỗ nó nằm đây này. Để cho mọi người xem. Cho mọi người xem cái chỗ nó nằm. Đây. Chưa có đặt được cái mái lên. Nó nằm ở chỗ cho nó mát mẻ. Đâu rồi? Chui đâu rồi? Ai ra, chui vào trong, hẳn vào trong rồi. Bình thường nó hay nằm ở đây, dưới cái mái gác này. Chào ơi, đi ra đây chơi. Vào đây làm gì? Hả? À? Ra đây. Sẹo ơi. Ở trong đây tối lắm, chả nhìn thấy gì cả. Hoa. Hoa rất đẹp. Thôi được rồi, thế thì vào gầm giường nằm đi. Nó là nó chơi chán này là nó muốn vào rồi. Mấy đứa không ồn nào. Đây lại lượn ra. Đây chỗ này đồ đạc nó còn lính kính bừa bộn, còn chưa dọn nó đi này. Năm tới là mấy cây khế này là nó có bóng mát rồi. Ừ. Con ở trong, con ở ngoài. Ở đây. Cái khu vực này là cái khu vực xử lý cái phân của chúng nó này. Ủ phân này. Đấy, cũng chia sẻ để các bạn, mà nếu mà các bạn có làm trại thì các bạn có thể làm theo kiểu như này. Nếu mà có đất phân mà ủ xuống dưới đất đấy thì nó rất là nhanh mục. Đào nông thôi. Đây là 4 hố phân, 4 hố để ủ phân. Đào nông thôi, chứ ban đầu là mình đào hơi sâu, là đến lúc mà vào cái lúc mưa là nước nó thấm xuống và nó thấm vào, nó ướt. Nó ướt thì nó không mục được. Nó như kiểu cái chuồng lợn ngày xưa ấy. Lượn ra tí lại lượn vào. À đây, bây giờ thì nó đã lượn vào cái chỗ mà bình thường nó. À không, không phải, nó vẫn lượn vào trong nhà. Rồi. Vẫn lượn vào trong nhà. Ok, lần này thì cho con Bắc Hà thì có cho con Bắc Hà, cho cọc, con cọc cũng có, cho con cọc có mấy con nhưng mà mình còn chưa quay video được. Thì mọi người cùng chờ mấy hôm nữa nhé. Mấy hôm nữa mình sẽ quay video bọn cho con mông cọc Bắc Hà, để ai mà có quan tâm thì mà nuôi được thì đợt này đón. Ok, xin chào mọi người và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.